chào mừng quý khán giả và các bạn cùng đến với hai kênh Mặt Trời Mới Channel và New Sun Channel. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần tin tức và chúng ta bình luận về những cái mảng tin thế giới nha các bạn. Thì vào ngày 6 tháng 7 thì trên tờ báo Tuổi Trẻ thì có nói cái bài đó là Việt Nam là điểm tựa của Nga đối với Đông Nam Á. Thì nước Nga họ đánh giá Việt Nam là điểm tựa của họ đối ở các nước Đông Nam Á. Đây là hình ảnh ha. Theo Tổng tấn xã Việt Nam ngày 5 tháng 7 thì trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến theo Tổng tấn xã ngày 5 tháng 7 trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, nhà Việt Nam học kỳ cựu Yuri Lushin cho rằng Việt Nam chính là điểm tựa ổn định của Nga đối với khu vực Đông Nam Á. Trong cuộc phỏng vấn với báo Độc lập Nga, chuyên gia Lushin khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng đối với Nga, giống như một điểm tựa cho mối quan hệ ổn định của toàn nước Nga nói chung và khu vực Biển Đông nói riêng đối với Đông Nam Á. Theo nhà nghiên cứu Nga hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự và phát triển dự án dầu khí chung, trong lĩnh vực năng lượng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ song phương và luôn là đề tài chính trong các cuộc tiếp xúc chính của hai nước. Thì ta thấy là ở nước Nga họ đánh giá rất cao Việt Nam chúng ta và họ coi chúng ta là một điểm tựa, trong khi mà họ cần mở rộng cái mối quan hệ đối với các nước Đông Nam Á nha các bạn. Thì đó là những cái bài mà chúng ta cần thấy. Nói về cái vấn đề mà cái trong tuyên bố ngày 5 tháng 7 thì Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khẳng định là liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân đến Thụy Điển hay Phần Lan sau khi hai nước này hoàn tất thủ tục trở thành thành viên. Có nghĩa là chỉ vào thành viên thôi chứ họ không có gia nhập, không có đem quân đội vào tới đó. Thì đây là cái sự lo ngại đối với nước Nga nha. NATO cũng không cần đưa quân vì hiện các nước này đang có lực lượng quốc phòng vững chắc đủ khả năng tự vệ. Cho nên cái việc mà kế hoạch đặt căn cứ của NATO ở Thụy Điển và Phần Lan cũng không cần thiết. Thì đó là như vậy. Ngoài ra ta có thấy là nói về nghi phạm tấn công một cuộc diễu hành mừng quốc khánh Mỹ hôm ngày 4 tháng 7 gần Chicago, thì cái người này là ăn mặc như phụ nữ để tránh bị nhận dạng. Và nghi phạm này chỉ mới có 21 tuổi thôi. Đây là cái hình ảnh mà mừng quốc khánh nhân ngày quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7. Thì đó, thì ta sẽ đi vào một số bản tin chính khác nhé. Chúng ta sẽ đi vào cái phần kế, đó là sau cái tàu chiến thì tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần quần đảo Senkaku, là hay còn gọi là quần đảo Điếu Ngư của tại Nhật Bản. Đây là cái quần đảo mà tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã vào vùng biển Nhật Bản được xem là lãnh hải gần quần đảo tranh chấp Senkaku Điếu Ngư hôm qua là ngày 5 tháng 7, một ngày sau khi tàu chiến Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo này. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho hay hai vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 35 phút sáng ngày 5 tháng 7 giờ địa phương theo Kyodo News. Lực lượng tuần duyên Nhật cho biết thêm tàu tuần tra của họ đã yêu cầu hai tàu hải cảnh Trung Quốc rời khỏi khu vực ngay lập tức. Cũng theo lực lượng tuần duyên Nhật, hai tàu hải cảnh Trung Quốc vào vùng biển nói trên sau khi bám theo một tàu cá Nhật ở khu vực, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc. Trước đó thì AFP dẫn lời một quan chức Nhật Bản cho biết nước này vào ngày 4 tháng 7 đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về việc một tàu chiến Trung Quốc vào vùng tiếp giáp gần Senkaku Điếu Ngư. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2018 một tàu quân sự Trung Quốc vào vùng tiếp giáp gần Senkaku Điếu Ngư. Chúng tôi bày tỏ quan ngại nghiêm trọng và đã gửi công hàm phản đối tới phía Trung Quốc thông qua con đường ngoại giao, đồng thời kêu gọi họ ngăn lại hành động tái diễn này. Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Seka Kikahara phát biểu, các hòn đảo trên là lãnh thổ của Nhật Bản và theo cả quan điểm lịch sử và luật pháp quốc tế. Đáp lại, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng quần đảo Điếu Ngư là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.
Đây là một cái vấn đề mà hai bên vẫn luôn luôn họ tranh giành với nhau về cái vấn đề này. Đó. Thì các bạn biết là trước đây thì họ vẫn hay tranh giành với nhau như vậy. Nha, chúng ta sẽ xem qua một số cái vấn đề mà những cái binh sĩ của họ. Trước đây thì ta thấy rằng các cái binh sĩ của họ thì vẫn tiến hành những cái bước triển khai thêm các cái đơn vị tên lửa đối đất hạm với nhau. Trong những năm gần đây thì lực lượng phòng vệ của Nhật Bản đã cố gắng tăng cường năng lực bảo vệ trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các cái hoạt động hàng hải. Và SDF đã tổ chức nhiều cuộc tập trận với quân đội Mỹ cũng bởi vì cái mục đích này. Thì ta thấy là quân dù Nhật Bản á, thường thường thì họ hay có những cái cuộc diễn tập phòng thủ đảo. Lữ đoàn dù số 1 của lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tổ chức diễn tập tại một hòn đảo của nước này nhằm sẵn sàng chiến đấu trong tình huống bị tấn công. Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng hơn 2.000 người, bao gồm cả quân nhân Mỹ, diễn ra thành phố Narashiro gần Tokyo. Kịch bản diễn tập là chiếm lại một hòn đảo xa đã bị đối phương xâm chiếm. Trong video được công bố thì binh sĩ lần lượt nhảy dù từ máy bay của lực lượng SDF và Mỹ bay ở độ cao khoảng 340 mét. Trực thăng và xe bọc thép cũng tham gia hiệp đồng chiến đấu để mà tái chiếm đảo. Các phương tiện được gắn hệ thống tác chiến điện tử có khả năng thu thập thông tin qua sóng điện tử và vô hiệu hóa hệ thống radar và thông tin liên lạc của đối phương. Sau khi thực hành tái chiếm các cơ sở với sự yểm trợ của trực thăng, binh sĩ tiến hành các bước chuẩn bị để triển khai thêm các lực lượng tên lửa đất đối không dưới hạm. Trong những năm gần đây, SDF đã cố gắng tăng cường năng lực bảo vệ các đảo xa trong bối cảnh Trung Quốc luôn gia tăng hoạt động hàng hải. Và họ đã tổ chức nhiều cuộc tập trận với quân đội Mỹ để cũng bởi vì cái mục đích này. Thì các bạn thấy là giữa Nhật Bản và Hàn Quốc thì luôn luôn là có cái sự đối đầu nhau, họ luôn luôn là tranh giành bởi cái quần đảo Senkaku điếu ngư này. Cho nên bên phía phòng vệ Nhật Bản họ cũng luôn luôn chuẩn bị tư thế và họ đã có những cái cuộc tác chiến, những cái cuộc tập trận sẵn. Giờ ta thêm một nguồn tin, đó là cái mạng xã hội TikTok thì tại Mỹ thì phải đối mặt với sự hoài nghi của các thượng nghị sĩ Mỹ. Hôm 15 tháng 7, lãnh đạo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ kêu gọi mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu giới chức Trung Quốc có truy cập dữ liệu của người dùng Mỹ để chia sẻ trên nền tảng TikTok hay là không. Trong thư gửi Chủ tịch Lina Khan của Ủy ban Thương mại Liên bang FTC, nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thúc giục bà Khan phải theo sát và làm rõ cách thức TikTok bảo vệ dữ liệu của người dùng Mỹ. Chúng tôi viết thư này để phản hồi các báo cáo của người dân về việc cá nhân tại Trung Quốc đang truy cập dữ liệu của người Mỹ vi phạm những quy định của Mỹ. TikTok kiên trì bác bỏ những cáo buộc trên, khẳng định hãng chưa chia sẻ dữ liệu của người dùng Mỹ cho chính quyền Bắc Kinh. Đó. Trước đó, TikTok vào giữa tháng 6 cho biết toàn bộ dữ liệu của người dùng Mỹ giờ đây đã được lưu trữ các máy chủ do hãng Oracle của Mỹ vận hành. Tuần trước, TikTok cũng trả lời thư chất vấn của nhóm chính thượng nghị sĩ đảng Một Cộng lệnh hòa tập về vấn trận ở đề Biển lưu Đông. trữ dữ liệu và chính Một sách thông truy báo cập của mới người được dùng đăng này. trên website của Cục Hải sự Trung Quốc MSA nói rằng cuộc tập trận ở Biển Đông được diễn ra từ ngày 5, ngày 6, ngày 7, không lâu sau khi Trung Quốc tiến hành hàng loạt cuộc tập trận ở vùng biển này. Theo thông báo trên thì cuộc tập trận diễn ra từ 6 giờ ngày 5 tháng 7 đến 18 giờ ngày 6 tháng 7 tại khu vực được giới hạn bởi các tọa độ 18 độ 51,87 vĩ Bắc, 110 độ 36,65 kinh Đông, 18 độ 51,87 vĩ Bắc, 110 độ 36,35 kinh Đông, 18 độ 46,47 vĩ Bắc, 110 độ 36,65 kinh Đông. Đây là tất cả những cái nơi mà họ sẽ tập trận đây các bạn. Đó. Kết quả đối chiếu với những tọa độ trên lên Google Maps thì cho thấy khu vực tập trận dường như nằm trong vùng biển gần bờ biển phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc. Thông báo không nói rõ quy mô tập trận, chỉ nói tàu thuyền bị cấm vào khu vực liên quan. Thì trước đó, website của MSA đã đăng hàng loạt thông báo nói về tập trận ở Biển Đông, trong đó có thông báo vào ngày 24 tháng 6 nói rằng tập trận sẽ diễn ra ở Biển Đông từ 6 giờ ngày 27 tháng 6 đến 11 giờ ngày 30 tháng 6. Kết quả đối chiếu 4 tọa độ được nêu trong thông báo lên Google Maps cho thấy khu vực tập trận dường như nằm ở vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc. Thông báo này cũng không nêu rõ quy mô tập trận, chỉ nói cấm tàu thuyền vào khu vực liên quan.
Nếu ta tính từ đầu năm đến nay thì Trung Quốc đã tiến hành hoặc lên kế hoạch khoảng 41 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 9 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ theo các thông báo được đăng trên website của MSI và thông tin từ tờ South China Morning Post. Trong đó có một cuộc tập trận phi pháp ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Chiều 23 tháng 6, tại họp báo thường kỳ, Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước Cục Hải sự tỉnh Hải Nam Trung Quốc thông báo tập trận quân sự vào ngày 19 tháng 6 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa nghiêm trọng này trên cái quần đảo của Việt Nam. Thì các bạn biết anh bạn hàng xóm của chúng ta lúc nào thì cũng có nhiều cái vấn đề nhiều rắc rối. Cái chuyện mà đầu năm tới nay họ đã có 41 cuộc tập trận trên Biển Đông, không phải dạng vừa nha. Thì chúng ta sẽ theo dõi tình hình biến chuyển của thế giới, nó sẽ xảy ra trong từng bước thế nào. Nếu có gì thông báo mới thì tôi sẽ thông tin đến cho các bạn. Xin chào tạm biệt và cảm ơn khán giả đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại trong phần tin thế giới sau.